là các bạn nhìn này, thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái công cụ mà nó rất là quen thuộc với chúng ta qua những cái từ học các phần mềm khác. Thì công cụ pen nó sẽ khiến cho chúng ta tạo ra những bản thiết kế khác biệt. Các bạn ghi về pen, pen trong Photoshop như sau. Để muốn làm được cái công cụ này thì chúng ta sẽ đi vào video. À, trong phần này thì tôi sẽ tạo ra một cái khổ giấy như bình thường, có chiều ngang 1200, 628 và độ phân giải là 150. Chọn chế độ 8 bit và sau khi làm xong thì em sẽ chọn cái này. Ở đây chúng ta đã có một hình đơn giản như này nhé. Cảm ơn chưa? Thì cái công cụ pen của chúng ta nó nằm ở chữ P, nhìn không ạ? Thì các bạn ghi rõ cho tôi là trong pen nó có hai giá trị. Các bạn ghi đi, trong pen có hai giá trị. Thì khi em tích vào pen này, ở đây nó sẽ có dạng path, dạng path, và dạng thứ hai là dạng shape. Hai cái này nó khác nhau ở chỗ nào? Thì một cái là làm ra vùng chọn, và một cái thì vẽ là ram ra mảng màu luôn ở dạng smart object hoặc là vector. Thì cái dạng shape này thì nó lại tùy thuộc vào giá trị, giống như các bạn copy một cái phiên bản từ Inux chuyển sang, nó giống như cái dạng như vậy đó, thì chỉ khác nhau chỗ đấy thôi. Thì các bạn nên lưu ý là chúng ta đang chọn path thì chúng ta sẽ xử lý bằng vùng chọn, nên có nhiều người đấy khi mở chế độ này không để ý đâu, có nghĩa là khi tích em bảo anh Khánh em đồ hình mà kiểu gì mà tự nhiên nó cứ ra có màu luôn, khó chịu thế. Đấy, thì chúng ta còn biết rằng hóa ra là F7, chúng ta sẽ là nhìn này, nó có biểu tượng gần chỗ này, nó giống như smart object ấy. Đó, thì bạn sẽ tắt bỏ cái này đi, em ký cho anh đó, bạn hiểu rồi đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta sẽ chọn qua dạng path nhá. Thì cái công cụ path này nó có tính năng như sau, đó là bạn vẽ một cái hình, đây là dạng đường thẳng, các bạn nhìn như dạng thẳng nhá. Và sau khi làm xong thì bạn sẽ phải ấn vào Ctrl Enter. Ctrl Enter thì nghĩa cái đường pen này nó mới trở thành vùng chọn cho các bạn được. Ok, Ctrl Enter. Đó, trở thành vùng chọn. Và tất nhiên là sau khi trở thành vùng chọn rồi thì chúng ta phải có một cái thao tác là biến nó trở thành một cái tấm màu hay gì đó. Thì nguyên tắc của chúng ta là có layer mới thì sẽ có đối tượng mới nằm trên đó. Và chúng ta tập làm này mới thôi. Lúc này thì chúng ta đổ màu bằng Alt Backspace là đổ màu phía trên. Và Ctrl D là dứt lệnh này. Thì các bạn nhìn em không? Ok, thì chúng ta sẽ phóng to một tí. Đó. Bạn nhìn chưa? Đấy. Thì đây là trong cái mà chúng ta cần lưu ý là chúng ta dùng pen chúng ta tạo cái này, được không? Vậy pen của chúng ta có thể tạo ra đường thẳng và đường cong không? Thì cái tác dụng đầu tiên của pen nó chính là tạo ra bố cục. Đúng không? Nó giống như là bên Inux thôi. Ok, các bạn ghi đi, cách đầu tiên đó là tạo bố cục. Ở đây thì anh sẽ vẽ mấy cái ví dụ bố cục cơ bản để cho các bạn lựa chọn. Ví dụ có những người ta chọn bằng công cụ pen, người ta không phải vẽ hình nữa, người ta thích có đêm điểm, thích có đêm điểm. Em nhìn nhận anh vẽ rất là đơn giản, anh chỉ quan trọng cái đường bên trong thôi, cái đường bên ngoài anh vẽ rất thoải mái. Và sau khi làm xong thì ấn vào Ctrl Enter thì em thấy chúng ta đã có được giá trị như thế này. Và sau khi có giá trị này thì bạn đập ra một cái mới và bạn đổ màu cho tôi thì Alt Match Ctrl D. Bạn nhìn nhận. Và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì thường thường chúng ta sẽ chọn pen, chúng ta vẽ giống Inux ấy, nhưng mỗi tội là Inux nó vẽ được nhiều khổ nó rộng hơn. Còn cái này thì em chỉ cần chọn nhảy này. Đó, quy tắc thì các bạn nhớ một điều rằng khi chọn pen, bạn tích vào điểm số 2 mà bạn muốn điều chỉnh cái điểm này thì chắc chắn chúng ta phải giữ phím Ctrl. Các bạn nhớ nhá, là trong quy trình khi dùng pen mà muốn điều chỉnh cái vị trí điểm của đối tượng đó một cách chính xác thì chúng ta phải giữ phím Ctrl thì chúng ta mới tích được vào cái điểm của pen đó. Ok, các bạn có thể ghi cho chính xác hơn. Rồi, như này, giữ Ctrl, em sẽ cầm điểm này, em kéo vào đây một tí. Okay. Cầm điểm này, kéo vào đây một tí. Thấy chưa? Và cái nhớ một điều rằng là trong nguyên tắc về thiết kế thì luôn luôn nó phải có nhỏ, trong có vừa và có to. Và lúc này sau khi làm xong, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm. Thì sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl Enter thì chúng ta sẽ biến nó trở thành gì ạ? Ok, chúng ta sẽ nào, chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng, bắt bỏ mạng đi đấy các bạn. Ok, thì
Sau khi làm xong như này thì lại thủ thuật như bình thường, là chúng ta lại phải lập ra một lệnh mới, và lệnh mới thì chúng ta lại phải nhớ lại cái lệnh như xưa, đó là Ctrl Shift An. Ctrl Shift An thì được phát tạo một khổ giấy mới, và khổ giấy mới này thì thường thường bạn phải để ý rằng là tôi đang vẽ một cái vùng chọn to hơn, vẽ vùng chọn to hơn có nghĩa là nó sẽ nằm ở phía trên, mà nằm ở phía trên như này mà tôi cho một cái ảnh chui vào thì chắc chắn nó chui vào phía trên thì nó sẽ không nhìn thấy hình dưới, em nhìn đúng không ạ? Ok, thì chúng ta phải phân tích trước khi chúng ta đổ màu nào, được chưa? Và sau khi đổ màu xong đến ở Ctrl D thì trong cái phiên bản Photoshop nó cũng tính năng làm cái opacity cực kỳ nhanh, đó là bằng số, đúng không? Còn đối với Inkscape thì làm rất là lâu. Vậy thì khi mà chúng ta thiết kế banner hay cái gì đó thì chúng ta có thể kết hợp từ Photoshop chuyển sang Inkscape và Inkscape ngược lại. Ví dụ anh có thể làm như này, như phần chữ anh ta thiết kế bên Inkscape anh kéo sang thì cái chữ U bao giờ nó cũng chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Đấy là lý do tại sao chúng ta kết hợp, bởi vì trong Photoshop thì chúng ta có thể vờn màu được đủ các kiểu, nhưng trong Inkscape thì không thể vờn màu được. Em hiểu chưa? Ok, chọn xuống dưới một layer. À, sau khi làm xong chúng ta chọn vào pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Ok, chúng ta tích vào đây một điểm. À, Ctrl Enter rồi chúng ta lập ra một layer mới để chúng ta lại đổ màu, và chúng ta sẽ chọn vào số 2 thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có sự chuyển màu từ màu đậm sang màu sáng. Thì đây chỉ là một cái bố cục của chúng ta, và tất nhiên trong phương diện khi làm thiết kế thì người ta cần về một cái phiên bản nữa, đó là phiên bản bo viền. Trong trường hợp này tôi sẽ chọn bo viền đúng bằng màu đỏ luôn, thì tôi ấn vào Ctrl Z lên một đối tượng, thì khi Ctrl Z thì đối tượng sẽ nằm ở phía trên, nhìn đúng không? Và tôi sẽ dịch chuyển, tôi ấn vào Ctrl Y ngắn để biến cái màu đỏ này nó trở thành màu ghi xám để cho bạn phân biệt được thôi, chứ còn thực ra anh làm thì anh sẽ không làm gì cả. Anh nhân bản và anh chọn anh chui vào thẳng trực tiếp, bởi vì anh kiểm soát được rằng chắc chắn sẽ có một layer trên đấy, nên là không cần bao giờ phải, nhưng mà anh trình bày cho các em thì anh phải trình bày như này, Ctrl Y ngắn, nhìn em ạ, và chúng ta sẽ dịch chuyển sang. Ok, nhìn em thì em biết rằng là tí nào cho anh chui vào đâu, đúng không? Đúng, chính xác chưa? Và sau khi làm xong thì tất nhiên Ctrl O chúng ta sẽ tạo ra dựng những cái bố cục như thế này, cố gắng làm sao để tạo thật kỹ cho các ngành nghề, đặc biệt là về sắt ốc hay cái gì đó tùy các bạn nhá. Ví dụ tôi chọn màu. Okay. Sau khi mà chọn xong một cái biểu tượng như này thì tôi ấn vào Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép là tắt đi, tôi chuột phải chọn vào biểu tượng. Ok, và sau khi chọn vào biểu tượng thì tôi ấn vào Ctrl V thì ở đây nó có cái giá trị cho các bạn, Ctrl An G. Đó, bạn nhìn chưa? Cái thông số kỹ thuật rất là quan trọng, và chúng ta sẽ thu nhỏ xuống. Thì bạn nhìn thấy chưa? Với một cái cấp độ ảnh như này là chúng ta đã nhìn thấy khá thích mắt rồi. Làm cho sản phẩm làm rồi trở thành hồ sơ thì cứ chọn những cái gì đẹp mà chúng ta làm. Những cái chọn cái gì dễ thì chúng ta cứ làm, còn những cái khoai cũng nên làm, nhưng mà để sau hồ sơ chúng ta phải xuất sắc đó. Thì sau khi làm xong phiên bản này thì các bạn đã có một cái tính năng gì đúng không? Ok, thì đây chính là bố cục dành cho việc một điểm như này, đúng không? Cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể thay đổi những cái khẩu vị nó đi, thay đổi khẩu vị pen đi. Thì pen chúng ta đã biết rồi, chúng ta có những cái bố cục đường thẳng, ví dụ có những người thì sẽ dùng hai điểm, đúng không? Giống như trong Inkscape thôi, các bạn sẽ chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Ok, Ctrl Enter. Lập ra một màu mới và chúng ta lại đổ màu như bình thường. Thì ở đây chúng ta đã có được cái màu tiếp theo như này này. Đấy đi. Cái việc này nó cũng rất là quan trọng đối với các bạn. Và chúng ta chọn vào công cụ pen, chúng ta thích vào đây. Ông ơi, làm bài xong chưa? Có khi anh sẽ làm như này. Anh sẽ thay đổi. Thực ra mỗi một lần mà chúng ta kích này cho nó sẽ có một cái sự khác nhau. Cho chúng ta vào chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Và Ctrl Enter. Chúng ta sẽ làm. Ok, chúng ta sẽ làm. Thì các bạn nên lưu ý một điều rằng là trong việc thiết kế của các bạn, nó phải có tính lặp lại. Giai đoạn đầu mình chưa hình thành ra một giá trị về bố cục thì chúng ta sẽ đi giá trị đó là an toàn. Anh cần giá trị an toàn của các bạn, và các bạn phải làm những cái sản phẩm này vừa Photoshop và vừa Inkscape nó giống hệt nhau thì cái sản phẩm của bạn mới ngon được. Thì cũng tương tự như vậy thôi. Ok, tôi sẽ chọn vào đây là số 5 chẳng hạn như này. Các bạn chọn vào đây số 5. Ok, chọn vào đây. Cái này ở dưới đúng không ạ? Cho nên trên tất cả tôi ấn vào số 5 nha. Và Ctrl Z nhỉ, đúng không ạ? Ctrl Z là đậm hơn vì tôi kéo vào trong nhỉ.
Đấy thì em nhìn thấy cái sự mà không đều nhau, cái đều nhau này sẽ rất là buồn. Nên là chính xác nếu mà em muốn làm tốt thì thường thường chúng ta mới chọn là pan cho nó thích vào đây này. Chúng ta thay đổi khẩu vị nó một tí. Đấy. Và Ctrl Enter lập ra một layer mới và chúng ta đổ một màu thì bạn sẽ thấy ở đó tôi đã tạo ra một group mới cho một cái bản thiết kế của tôi nó rất là đơn giản như này thôi. Và tiếp theo sau khi mà làm xong này thì chúng ta lại ấn vào Ctrl Z lần nữa và chọn vào Ctrl Y ngắn thì đảo ngược giữa đỏ thì nó trở thành xanh mà, nên là chúng ta sẽ chọn đây. Rồi chúng ta đẩy sang này đó. Lúc này thì Ctrl O thì chúng ta lại cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có những cái hình ảnh mà chúng ta mong muốn, ví dụ chọn vào đây em sẽ có ngay Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép chuột phải chọn vào đây, Ctrl V và Ctrl Alt G. Ok, và sau khi chọn là Ctrl Alt G xong thì bạn sẽ đặt cái giá trị sản phẩm của chúng ta vào đây đấy. Ok, đẩy sang này đó. Thì đây cũng là một giải pháp cho việc thiết kế về bố cục cho các bạn, với cái đường thẳng bạn đi đường thẳng bao nhiêu thì sẽ được bấy nhiêu giá trị nữa. Vậy pen rất là mạnh về đường thẳng. Ok, phần thứ hai chúng ta có thể chọn cái bố cục đường cong được không, thì trong cái bố cục đường cong chúng ta sẽ xóa tiếp giá trị này lên. Ok, chọn là pen, chúng ta tích vào điểm nhìn này. Nguyên tắc của cái việc mà tạo đường cong tốt thì người ta sẽ chọn vào điểm số 2 là điểm gánh, luôn luôn phải có một điểm gánh, và khi dùng pen thì không nhất thiết phải nhiều điểm, bởi vì nếu em nhiều điểm em sẽ cực kỳ khó kiểm soát về pen đó, càng ít điểm càng tốt đó. Vậy thì khi mà tôi chọn vào đây và tôi kéo theo chiều đường cong luôn, nhìn thấy kéo theo chiều đường cong vậy. Thì đối với phương diện mà khi dùng một đường cong như này thì bạn thường thường hay đặt một nhiệm vụ là chúng ta phải cắt cái cánh cái đòn đằng trước đi để chúng ta bẻ cong tiếp, nhưng mà trong trường hợp này để tạo vô cục thì tôi khuyên một câu rằng là đừng nên làm như thế này, hãy cứ để cho nó thoải mái đi. Tôi thích vào đây cái thì bạn có thể tự uốn theo cong ạ. Ok, thì lúc này tôi khuyên các bạn bạn giữ phím Ctrl, bạn tích vào đây một điểm thì có phải chúng ta đẩy tầm này đúng không ạ. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ bẻ cong làm sao cho nó hợp lý. Em nhìn chưa, một đường chuyển động là một đường chuyển động phải cực kỳ trơn, trơn nó phải nằm ở điểm giữa chứ không phải là tự nhiên đoạn giữa lại gấp khúc xong rồi. Thì các bạn sẽ hay bắt gặp trong vấn đề mà chúng ta thiết kế logo, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đồ pen không xuất sắc đâu. Nên em cứ làm đường cong xem, em sẽ thấy em sẽ làm không chuẩn đâu. Nên chính vậy cái pen này rất quan trọng. Tôi sẽ ấn vào đây một điểm, tôi thích vào đây một điểm, tôi thích vào đây một điểm, tôi thích vào đây một điểm, và tôi ấn vào Ctrl Enter thì bạn đã có một đối tượng mới rồi. Và sau khi đã có đối tượng mới thì chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu, được chưa? Và sau khi đổ màu xong thì bỗng nhiên tôi phát hiện ra một vấn đề như sau, là cái hình này của tôi bị hẹp quá. Đã ai rơi trường hợp này chưa? Vẽ xong biết là bị hẹp quá tính sao bây giờ? Ok, vậy thì tất nhiên các bạn có đồng ý tôi kéo như trong một nhà. Kéo trong như này nó bị thiếu cái này thì sao? Ok, rất đơn giản, dùng công cụ M quét qua phần bên này đổ màu tiếp. Thế này được không? Nên là đôi lúc khi chúng ta phải dùng rất là linh hoạt, và cái cách sử dụng Photoshop của em cũng phải như vậy thì nó mới ngon được. Và tiếp theo chúng ta chọn vào công cụ pen thứ hai, tôi thích vào đây một điểm thì tôi tạo ra điểm chốt ở giữa. Bạn nhìn chỗ giữa chưa, tôi chọn điểm này thấp hơn, ngắn hơn, sát hơn, thích vào đây bẻ cong này, nhìn không? Và tôi kéo đây thì tất nhiên khi kéo đây bạn sẽ thấy nó bị một cái trường hợp nó không được đúng như mong muốn của bạn, và phần thứ hai nó bị chạm mép của đối tượng màu tím thì chúng ta phóng to. Ok, giữ phím Ctrl và chúng ta thu nhỏ cái này nào một tí. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta điều tiết được toàn bộ tất cả những thứ đấy. Và anh cũng khuyên các bạn một câu rằng đừng bao giờ dùng phiên bản là Ctrl Z lên xong rồi phóng to ra ngoài, thì cái đường cong của bạn nó sẽ hay bị vỡ và nó không được đẹp lắm. Nên anh thường thường anh sẽ quyết tâm làm lại bằng pen. Ok, và lúc này tôi sẽ chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Và tất nhiên Ctrl Enter thì chúng ta đã có được sản phẩm rồi, thì chúng ta lại tiếp tục chọn một giá trị nữa. Ok, đổ màu 5. Em nhìn thấy chưa? Ok, tiếp theo chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào điểm giữa chuyển động. Ok, tích vào đây một cái, nhìn này không ạ? Giữ Ctrl đẩy vào đây một cái đó, nhìn em ạ? Ok, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Em yên tâm một điều rằng cái nguyên tắc của thiết kế đồ họa là chúng ta phải rèn luyện thường xuyên về đường cong đó. Một ngày nào đó em nhìn một cái giá trị mà người ta thiết kế một đường cong đẹp hơn em và có một tính mới lạ trong thiết kế đấy thì khuyên bạn bạn nên chụp lại, bởi vì bố cục đấy ít bạn gặp lắm. Ví dụ tôi thật cho bạn biết, tôi vẽ này thì bạn sẽ bắt gặp tất cả những giá trị này ở trên mạng, đồng ý không ạ? Nhưng tạo ra bố cục đường cong khác mà nó đẹp hơn và nó đơn giản hơn thì tôi khuyên các bạn nên chụp lại, vì bởi vì bố cục đấy không đụng hàng mấy đâu nhá. Sau khi làm xong đập ra một lấy mới bằng Ctrl Shift Alt N và chúng ta đổi màu. Ok, chúng ta sẽ ấn vào số 3. Em nhìn thấy chưa?
Và cái đường chuyển động nó rất là tốt rồi, thì khuyên các bạn một câu rằng cũng đừng bao giờ chọn gam là Kanchoji. Xong rồi đây, chân này trên tất cả Kanchoji này, nhìn nhá cái này không, và Kanchoji ngắn và chúng ta đẩy vào đây để tạo ra mép nha. Thì thực sự là anh cũng không muốn, bạn vẫn khó tính nên bạn phải dùng pen bạn đồ lại một cái hình nó có độ to nhỏ khác nhau, sau đó mình mới nạp ra một cái miếng màu nhảy và cho ảnh chui vào, thì nó sẽ cực kỳ đẹp và tốt hơn rất là nhiều cái phiên bản của bạn thiết kế. Đây ạ, à, tôi sẽ phóng to. À, pen chúng ta tích vào đây một điểm, à, chúng ta tích vào đây một điểm, bởi vì pen nó rất là mạnh về đường cong, đường cong phức tạp. Còn đường cong đơn thì em sẽ chọn là màu màu gì đấy. Em nhìn đi chỗ này chưa, ok em nhìn này, to này vừa nhỏ này, ok chuyển xuống đây nhé, tích vào đây. Tôi tích rất là vuông, sau đấy tích vuông giữ Ctrl kéo đêm tí. Như này chưa? Và sau khi làm xong, mình phải cực kỳ là tốt về mặt đường nét. Ctrl tớ. Và chúng ta lập ra một này mới, và tất nhiên tôi sẽ đổ một cái màu như này đúng không? Thì Ctrl O, chúng ta sẽ chọn bất cứ một cái hình nào mà chúng ta mong muốn, ví dụ hoa. Bách cái này tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào biểu tượng là đồng hồ, tôi chọn vào biểu tượng là một cô gái. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép thì chọn vào Ctrl V, Ctrl A, G thì bạn thấy nhỉ, nó rất là đơn giản, nó hợp thức hóa trong cái giá trị thiết kế của các bạn. Thì đây là đường cong đúng không? Vậy pen sẽ giúp cho các bạn tạo ra những đường cong chuyển động khá là tốt, và cố gắng làm sao khi mình nhìn mình tạo hình, ví dụ cái hình cô gái mà người chống nhảy thì cái độ tạo hình thì mình cũng muốn theo, thì như vậy nó sẽ rất là hợp thức hóa. Em hiểu chưa? Mình phải dựa vào nền tảng ảnh là một này, phần thứ hai là cái góc độ mà khách hàng người ta đang theo như nào thì mình sẽ uốn theo như vậy, thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Thì cái pen nó sẽ giúp cho bạn là tạo bức phục, ok. Phần thứ hai đó là pen giúp cho các bạn đó là cắt hình, các bạn đi cắt hình trong pen như sau. Nào, tính năng cắt hình thì việc đầu tiên là chúng ta phải có hình đã, đồng ý không ạ? Thì cái cắt hình nó cũng giống như là trong AI thôi, chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh nào đó cho nó phù hợp. À, ví dụ tôi muốn cắt một cái hình đồng hồ, được không ạ? Đây là hình đồng hồ. Bởi vì mục đích của tôi là sau khi tôi cắt xong, tôi phải sử dụng nó trên một nền ảnh khác. Tôi sẽ phải đi kiếm những ảnh nó thật là đẹp và tôi làm cho nó, được không ạ? Thì phóng to, chúng ta sẽ bắt đầu làm thao tác như sau, là chúng ta sẽ chọn là pen, chọn tích vào đây. Và trong quá trình khi tích thì tôi phóng to và tôi sẽ bẻ cong cái chỗ này, tôi thích cái điểm, tôi bẻ cong. Nhìn không? Bẻ theo chiều đường cong. Nếu đường cong của tôi bị ặt ra ngoài thì yên tâm điều giữ phím Ctrl và cầm bẻ lại. Chính xác chưa? Rồi, sau khi thừa cánh tay đòn thì các bạn giữ phím An, bạn tích vào đây một điểm cho tôi và kéo tiếp theo, kéo theo chiều của đường cong. Ok. Rồi, kéo theo chiều của đường cong. Đó, rồi, không to. À, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta bẻ cong tiếp một giá trị nữa. À, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta bẻ cong. À, chỗ này bẻ cong nó chưa ổn lắm, tôi sẽ bẻ cong theo cấp độ như này. Để chọn giữ phím Ctrl, chúng ta đẩy vào đây, ok, tích vào đây. Được rồi. À, chúng ta càng đi chính xác bao nhiêu thì cái sản phẩm của chúng ta càng tốt bao nhiêu. Và bạn phải nhớ một điều rằng là khi mình đã mất công mình đồ lại như này thì lần sau mình làm demo cho khách hàng nó dễ dàng hơn. Mình sẽ tận dụng đồng hồ này để làm những thứ khác, làm hồ sơ, làm mà thiết kế cái việc đó, thì bạn cũng nên cân nhắc những cái gì mà liên quan đến sử dụng lâu dài nên cắt tử tế. Và phần thứ hai là nếu làm cho những cái việc mà làm ảnh ghép các thứ thì cắt bằng pen là xuất sắc rồi, mỗi tội nó hơi nâu rồi. Em đồng ý không ạ? Đấy, cắt nhà chính xác, những đường cong này em luyện càng tốt bao nhiêu thì sau này cái việc em vẽ logo cũng cực kỳ kinh. Sơn thấy một thời gian làm mà logo xong rồi lại không thấy làm nữa là như nào? Khó làm xong rồi. Thì mình lại phải làm tiếp chứ, logo là một cái thứ phải luyện tập lâu dài. Vâng. Ok, chọn vào đây. Rồi tiếp theo thu nhỏ lại, cầm đây phóng đây một tí nữa, tiếp theo chọn vào đây,
Hồi trước chúng ta đã làm về cái sản phẩm về nước hoa đã biết chưa? Mọi người chịu khó về nhà làm cái hòa trộn đấy và sử dụng cái blend màu nhá cho nó tốt lên. Bởi vì đấy là phiên bản đầu tiên thôi. Ok, chọn vào đây. Thế thì sau khi mà đã chọn xong cái việc này thì chúng ta sẽ kéo xuống đây một tí. Đúng không ạ? Tất nhiên đoạn này em cắt thì nó sẽ phải tí là phải xử lý bởi vì xa nó phải rất là mờ chứ không bao giờ rõ nha được. Nhưng tạm thời chúng ta sẽ cắt theo khung hình của chúng ta đã. Nhiều lúc khi mà các bạn cắt với những sản phẩm như ô tô thì bạn phải tưởng tượng cả bóng ở phía dưới của nó. Phải tưởng tượng cả bánh của nó nữa. Bánh nó là sao? Em đã giờ cắt ô tô chưa? Ở dưới nó sẽ không nhìn được cái bánh nó là sao luôn. Phải tưởng tượng hết. Ok, chúng ta chọn vào đây. Đấy, em nhìn chưa? Ok, chúng ta chọn này, đồ rất là đơn giản. Đấy, Đang quen nhìn ngược đó. Sắp xếp con số sau theo thứ tự lớn dần. Nghĩa là số bé đứng trước, số lớn Đã đứng xong. sau. Nhìn này chưa? Chưa. Ok. Và sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl Enter và tất nhiên ấn vào Ctrl Z thì chúng ta có được cái hình ảnh đồng hồ. Bạn nhìn đồng hồ chưa? Đấy thì khi mà cắt được nhanh như này thì em mới cắt đưa sang sản phẩm em làm đổ bóng cho đối tượng và làm thiết kế cho nó đẹp lên được. Thì đấy là nguyên tắc của pen. Pen nó sẽ giúp cho các bạn là thiết kế bố cục. Loại thứ hai là cắt đối tượng. Ok. Tiếp theo, trong công cụ pen của chúng ta nó có phần thứ hai đó là gì? Chúng ta sẽ có dạng shape. Tại sao tôi lại chọn cái này để vẽ bố cục? Bởi vì các bạn có thấy là khi tôi vẽ xong thì tôi muốn bẻ cong đường cong lên một tí nữa thì có đồ được không ạ? À? Không được đâu ạ. À. Các bạn đồng ý không ạ? À? Đây, cho bạn xem. Nếu tôi chọn pen đầu tiên là giá trị path tôi tích vào đây một điểm. Nhìn này, tôi bẻ cong lên một điểm. Ok, sau đó tôi bẻ cong nhảy. Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi một tí. Nhìn không? Giữ can trốn. Đẩy, 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 đẩy. Ok, chúng ta sẽ ấn vào F7. Ctrl Enter nập nam một layer mới và chúng ta đổ một cái màu. Thì trong trường hợp mà sau khi em đổ xong này mà ui chỗ này chưa ổn lắm, tôi muốn cong hơn thì sao? Thì các bạn có thấy là cái pen này bị hạn chế không? Không không thể làm được cong hơn đúng không? Vậy thì nó sinh ra cái công cụ pen số 2 cho các bạn lựa chọn. Đó là pen dạng shape. Pen dạng shape này nó có tính năng là khi em đồ hình rất hay chỗ. Ở đây nó sẽ có các thuộc tính cho em là đầu tiên em có thể chọn theo phong cách là màu. Ok. À, chọn màu luôn. Được chưa? Rồi, sau khi cho chọn màu luôn thì tôi sẽ vẽ từ đây đến đây, tôi Con vẽ này cong cho ngủ bạn dậy. xem. Nhìn này, pen này. Tôi vẽ đây cho bạn xem, vẽ cong luôn. Ra màu. Ok, giữ phím Ctrl cầm này. Cái này vẽ cong ngược lại như này. Yên tâm một điều rằng nếu mà chúng ta sai, chúng ta cứ giữ Ctrl thì chúng ta bẻ lại như này là chắc chắn sẽ được thôi. Nhìn chưa? Sau đó, pen tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm, số tích vào nào đây một bé điểm. thì đứng trước, số nào lớn thì đứng sau. Như này không ạ? Và sau khi làm xong thì đối tượng của chúng ta đã có màu rồi thì tôi thoát lại. Em nhìn đi, nhìn nha. Nhưng bây giờ tôi muốn là bẻ cong thêm tí nữa thì giữ phím Ctrl tích vào đây phát này tự xuất hiện cái nhân đòn này, nhìn nhỏ. Và lúc này chúng ta sẽ làm sao? À, tích vào đây và chúng ta sẽ chọn vào cái cánh cái đòn. Ok, cầm này. Nó có thể vẫn điều chỉnh trực tiếp. Nhưng là dạng xếp mà. Và sau khi đã làm xong cái điều này thì bây giờ em muốn thay màu thì nó cũng khá là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần tích đúc vào đây rồi. Ok, chúng ta chọn vào đây, nó tự thay màu cho chúng ta. Đấy, cái này nó được cái lợi thế là khi vẽ cái bố cục thì anh hình dụng này. Bởi vì nó có tính năng điều chỉnh giống hệt như Inkscape. Thì đây là phiên bản giao thoa giữa Inkscape mà em có thể copy phiên bản này sang Inkscape. Lên nào, còn đi chơi à? Ok, chọn sang màu khác, ok, chọn vào đây, được luôn. À, vậy thì cái việc mà sau này em muốn đổ màu cái gì đó bởi vì có rất nhiều người dùng Photoshop muốn đổ màu lại thì người ta không biết tính năng đổ màu đâu, người ta chỉ dùng Ctrl người ta tích vào đây thôi. Em nhìn thấy tích vào đây chưa? Thì khi em đổ như này thì chắc chắn nó sẽ bị nem nhem viền mét, nên để muốn tạo ra sự sắc nét thì chắc chắn các bạn phải dùng công cụ đó là công cụ shape cho tôi. Ok. À, trong cái phần pen của các bạn cũng rất hay ở chỗ là tại sao nó lại có tính năng là một cái hình này thì bạn sổ xuống ở đây nó có tính năng gradient nhá. Ngoài tính năng này em có thể chọn một chút thứ màu này em chỉ này. Đó, thấy rất là nhanh.
Thì có tính năng thứ hai nếu có thể chọn một gradient thì cái này nhận theo gradient cho em được. Và tất nhiên sau khi gradient thì tôi sẽ chọn một cái màu mà tôi thường thích, tính đúc vào đây, tôi chọn vào đây chẳng hạn. Đó, bạn nhìn thấy đỏ đậm chưa? Đấy. À, tất nhiên nó có cả độ xoay cho các bạn nữa, nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ điều khiển một cái gradient là tốt nhất. Tiếp theo, chúng ta có thể điều chỉnh bằng chất liệu. Vẽ chất liệu đây. Và cái chất liệu này làm sao để lấy được cái chất liệu này vào trong này thì tôi có một cái bài toán là biến một đối tượng trở thành chất liệu như sau. Các bạn có thể ghi trong phần pen của chúng ta là tạo chất liệu. Nào. Không lấy nữa. Để muốn tạo chất liệu thì việc đầu tiên là các bạn phải có hình đã. Được không ạ? Bạn muốn cái này trở thành chất liệu không? Thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp như sau, đó là Ctrl A. Ctrl A là chọn hết. Đúng không? Ctrl A. Được chưa? Có vùng chọn ở ngoài chưa? Căn thứ hai là Ctrl C. Chúng ta copy cái hình đó và tiếp theo ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là edit và chúng ta sẽ chọn vào đó là pattern, biến cái đồng hồ này trở thành cái chất liệu. Để tôi có thể lặp lại được mà. Vậy thì cái việc chất liệu này nó cũng có thể ứng dụng cho việc các bạn làm ảnh chứng minh thư. Đúng không? Em chụp mặt em phát là em ấn vào cái A4 em tích đi phần này cả rất nhiều mặt A4 rồi. Đó thì cái này liên quan chất liệu này. Ok. Và sau khi tôi làm xong này thì bạn yên tâm một điều rằng tôi quay trở về với thiết kế của tôi đây đúng không? Thì bạn nhìn là tôi chọn là pen này. Ở đây nó có tính năng sổ xuống. Nhìn đồng hồ chưa? Chỗ này chưa? Nhìn đồng hồ em có thấy to không? Bởi vì nó liên quan đến cái biểu tượng scale này. Ok, vậy thì chúng ta có thể cho nhỏ xuống ạ. Tại sao lại 89 rồi đến 80? Nhiều đồng hồ chưa? 89 rồi đến 90. Được không ạ? Nó có thể trở thành chất liệu như này được không ạ? Làm lại. Đấy là việc mà chúng ta có thể tạo ra chất liệu về hình ảnh, logo, giấy gói hàng, nó rất là đơn giản. Làm lại. Hiểu cái này chưa đã? Làm giấy gói hàng rất là đơn giản. Nhưng mà anh em dạy cho em Inút thì cũng đừng nên làm ngay, bởi vì Inút nó có độ xô lệch. Còn ông này không xô lệch được nhá. Ông này không xô lệch được và ông này nó bị sao? Bị vỡ thì... Mỗi cái nó đều có giá trị. Thì cái vừa rồi anh vừa chia sẻ cho các bạn về công cụ pen của chúng ta nó có tính năng đó là màu ngờ. Ở đây là 10, nhưng 10, các chúng xét lại thì ở đây phải là 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, nhìn này à, các bạn lưu ý nhá, có những trường hợp chúng ta dùng màu nhưng lại dùng cả nét chữ vào cho mày đấy, mà dùng cả nét bằng cách nào thì tôi sẽ chọn là pen, tôi thích vào đây một điểm. Tôi muốn 0, tạo ra một cái nét 10, như sau. Thì ở đây phải là 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Có hiểu chưa? Sai là thích vào đây, thích vào đây, thích vào đây, thích vào đây. Em có nhìn thấy đây là miếng xanh không ạ? Và lúc này tôi sẽ ấn vào số 5 để cho các bạn dễ nhìn hơn đường chuyển động thôi. Ở đây 99 rồi phải đến 100 đi. Vậy thì những đường chuyển động này tôi làm xong rồi thì tôi có thể trở về pen. Và lúc này tôi không muốn dùng màu. Tôi không muốn dùng mảng màu nữa. Thì ấn vào đây thì các bạn ở đây có thấy biểu tượng cà chéo ạ. Ok, mất màu chưa? Nhưng lúc này tôi muốn dùng nét cơ. Thì trong cái nét này nó có tính năng cực kỳ hay, đó là chúng ta có thể sổ xuống và chọn cho nét nét là màu xanh, màu vàng, màu tím. Em nhìn này. Và cái độ của nó đang là số 1 thì tôi có thể tăng lên cho bạn xem. Nhìn cái nét tôi chưa? Tôi chỉ dùng nét thôi. Nhìn 5, nét 7 thì nhỏ hơn 6, 7 chứ. Tại sao lại nhìn ok, đây? Sổ xuống hơn. Chúng ta sẽ chọn vào đây số 2, enter. 16 phải lớn hơn 6. Nét nhỏ không? Khi vào kia làm lại. Em nhìn này. Làm cho cẩn thận vào. Nhìn nét nhỏ chưa? Cái nét này nó có thể trở thành nét đứt được không? Thì chúng ta chọn là pen. Thì trong cái biểu tượng thuộc tính của nét đứt chúng ta có hết. Ngồi xuống. Nó làm rất là nhanh. Hiểu cái này chưa? Và trong nét của chúng ta cũng có tất cả những cái giá trị giống như mà vừa rồi anh vừa chia sẻ cho các bạn, đó là có thể là màu, có thể là gradient, có thể là chất liệu, nó dùng hệt như giống như mảng màu. Vậy thì trong phần shape này nó đem lại cái giá trị cho các bạn rất là tốt luôn. Thì bạn vẽ một con chữ, bạn chỉ cần đồ theo thì nó có nét viền, đúng không ạ? Ok, thì cái công cụ pen này nó sẽ giúp cho các bạn tính năng, một là tạo hình cho thiết kế, hai là cắt hình, đồng ý chưa? Ok. Vậy tiếp theo trong cái phần này nó có pen cộng không? Pen cộng thêm điểm đây được không ạ? Ok, nhìn thêm điểm chưa? Ok, vậy thì có trừ điểm không? Trừ điểm, thử trừ điểm xem có được không? À, nó trừ điểm được. Hiểu cái này chưa đã? Và nó dùng khá là giống cái phiên bản đó là chúng ta dùng Inút. Ok, xong chưa? Thì trong cái công cụ pen nó sẽ giúp cho các bạn điều này. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang qua đó là phần gradient. Em sẽ ghi phần gradient như sau. Các bạn ghi đi. Gradient. Nhà về nhà thì cái pen nó sẽ có tính năng đồ hình, em phải đồ rất nhiều hình là ok. Phần thứ hai tạo hình cho nó là được. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào gradient.
Thì cái gradient sẽ có tác dụng đầu tiên như sau các bạn ghi đi, đó là tác dụng tạo ra giải chuyển sắc. Ok, chúng ta sẽ chọn vào giải chuyển sắc. Khi chúng ta chọn vào gradient thì tích vào đây một cái thì ở đây nó trên thanh thuộc tính của chúng ta nó có gradient đen trắng, ở đây nó sẽ có màu đen và màu trắng như này không ạ? Cái này khi mà bạn kéo từ trái qua phải, ví dụ tôi kéo từ trái qua phải như này thì ngay tức bạn sẽ thấy là ở đây tôi có một cái gradient đen trắng, nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy thì có một người đã ra câu hỏi bảo anh ơi vậy thì cho em hỏi là cái việc đảo chiều giữa đen và trắng nó có giống input được không? Thì ở đây nó cũng có một cái biểu tượng là reverse, chính là giá trị đảo chiều. Em có nhìn thấy tôi kéo từ trái qua phải nhưng tự nhiên chỗ này là màu trắng, chỗ này là màu đen đó. Nó ngược so với cái này không em? Thì em chỉ cần tích vào đây. Ok, em kéo lại thì chắc chắn chuẩn luôn. Chuẩn chưa? Cái reverse đấy nó rất quan trọng. Bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu chúng ta chọn vào hình tròn chúng ta sẽ phát hiện được điều khác biệt. Tôi muốn đen bên ngoài và trắng bên trong mà. Ok, vậy thì tích vào đây các bạn sẽ có được điều này. Chính xác cái này chưa? Ok, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn vào gradient. Thì ở đây nó có mấy cái lưu ý như sau là không sử dụng gradient từ một màu chuyển sang màu trắng, trừ trường hợp em làm bầu trời thôi. Đấy cũng giống như là phần chúng ta học input thì chúng ta sẽ lưu ý cái việc đó. Phần thứ hai, khi người ta chuyển màu thì người ta sẽ chọn các loại tông khác nhau. Các bạn nên lưu ý là chúng ta sẽ chọn tông như sau. Tông thứ nhất là chọn là tông màu xanh. Tông thứ hai tông màu tím, tông thứ ba tông màu đỏ, tông màu vàng. Và tôi rút kinh nghiệm là bạn nên chọn tất cả những cái thương hiệu gradient mang về và chúng ta copy lại. Copy từ thương hiệu của người ta bằng cách nào? Đúng không? Thì các bạn nhìn này, đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện như sau, đó là gradient theo kiểu một màu. Tôi sẽ chọn tích lũy vào đây. Bạn sẽ thấy bảng màu chưa? Tôi sẽ chọn một cái màu xanh, ok, màu đỏ. Tích lũy vào đây. Tôi sẽ chọn màu tím sáng hơn tí. Em nhìn thấy sự chênh lệch của anh ấy rất là ít. Ok, sau đây làm xong thì tôi đã có gradient rồi thì tôi bắt đầu tôi kéo từ trái qua phải. Nhìn chưa? Phải qua trái từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Và tất nhiên để muốn kéo gradient một cách vuông góc thì người ta giữ phím shift. Nhìn giữ phím shift chưa? Ok, kéo từ lên đấy. Kéo từ lên đấy. Nhìn chưa? Và không bao giờ kéo từ nhà. Nguyên tắc không được kéo hai cái điểm màu đậm và màu nhạt nó đối xứng nhau. Bon ơi làm gì đây? Ok, hiểu cái gradient chưa? Rồi, thì gradient một màu hay gradient nhiều màu nó tùy thuộc vào đây. Nha. Vậy thì trong quy trình khi thiết kế là các bạn nên nhớ một điều rằng chúng ta phải tạo ra những cái nền gradient nó có sẵn và nó đẹp sẵn rồi. Đây. Thì đây là hiệu ứng của gradient, có thể là gradient từ trái qua phải. Gradient thứ hai là theo hình tròn. Ok, chúng ta sẽ cầm vào đây chúng ta kéo như này cái đoạn sẽ đấy. Em nhìn chỗ này chưa? Cứ cái soi cho mẹ. Và em có bao giờ là dùng cái này như này không ạ? Thì em có thấy là sẽ không được đẹp lắm. Chúng ta phải nên luôn nhớ một điều rằng chúng ta nên kéo rộng ra. Như này thì cái sự chuyển êm của cái nền chúng ta sẽ tốt. Và thường thường anh Khánh cũng hay dùng gradient theo hình tròn bởi vì nó tạo ra phương pháp tối ở xung quanh các góc bên nhau. Ok, tiếp theo, cái gradient của chúng ta sẽ có thể là hình chóp. Nhìn không ạ? Có thể gradient theo hình chữ từ trên xuống dưới và gradient theo hình trụ. Nhưng hai giá trị đầu tiên là hai giá trị anh dùng nhiều nhất trong thiết kế với gradient. Và anh sẽ chọn theo phương pháp đó là một màu, đen một màu đấy. Ok, hiểu cái này chưa đã? Nhá. Và các bạn nên lưu ý là chúng ta sẽ chọn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có phương pháp thứ hai đó là cách chọn gradient theo cái phong cách của ảnh. Các bạn nhớ Control. Tôi sẽ chọn một phương pháp của ảnh nhá. Tôi sẽ kéo đây, tôi sẽ chọn một thư viện ảnh, tôi sẽ chọn một trang sức. Sau khi tôi chọn vào trang sức xong thì tôi sẽ kéo xuống một tí. Tôi sẽ chọn vào cái gradient nha. Đây ạ. Không, đây này thì không phải. Tôi sẽ chọn vào Control. Chúng ta sẽ kéo xuống. À, trong phần gradient của chúng ta đây. Đây. Tôi rất là muốn lấy được cái tông màu xanh xanh như này. Thì bằng cách nào thì ở đây người ta sẽ tích vào gradient, bạn tích vào thuộc tính. Nhìn thấy không? Thì trong trường hợp này tôi tích vào điểm màu này thì tôi chỉ cần di qua phát là từ khắc nó có cái bút. Và tôi chỉ vào đây là màu xanh đậm. Ok, tôi tích từ đây tôi sẽ chỉ vào màu xanh nhạt. Thế là bạn đã có gradient đấy rồi ạ.
nó nhanh hơn so với Inut. Inut này em phải giữ ship cơ thì em mới lấy được, còn bình thường cái này không cần, em chỉ cần chọn xong nhẹ thì ok. Sau khi làm xong tôi quay trở về cái gradient này và chọn theo phương pháp hình tròn, chọn vào phím G và kéo từ trên dưới. Ok, chúng ta đã có gradient theo kiểu màu sắc. Vậy thì bạn muốn lấy được gradient của một cái sản phẩm chuyên nghiệp thì bạn phải có cái ảnh của nó đã, được chưa? Ok, vậy thì gradient đây là gọi là gradient một màu. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang gradient nhiều màu. Thì trong thuộc tính của cái Photoshop nó rất hay ở chỗ là khi em muốn chọn một màu nào đó, ví dụ đây là thông số này, em phải tính thuốc vào thì em phải nhớ được thông số không ạ? Thì bắt đầu em mới làm điểm màu số 2. Ví dụ tôi chọn màu số 2, tôi chọn một cái màu có thể là màu vàng, đúng không? Bây giờ em muốn là cái màu này nó giống hệt như màu này cơ, thì thằng Photoshop rất hay này, em chỉ cần chọn là đúng màu này, em chỉ đây phát thì màu này sẽ tự nhiên bản thân mình ạ. Thì nó thích vào đây. Ok, em muốn màu này giống hệt sang này, nháy với này thì ok, tích vào đây một cái nhảy sang đây bằng nhau mà thông số nó sẽ nhanh hơn. Kiểu như em làm một cái chất liệu inox đấy, nó sẽ có ghi trắng thì muốn nhanh và giống nhau thì chỉ có một phương pháp này thôi. Photoshop làm nhanh hơn rất là nhiều so với phiên bản của các bạn. Và tất nhiên chúng ta có thể chọn ở phương án là nhiều màu. Nhiều màu có chỉnh được không? Chỉnh được đúng không? Bạn có thêm và bớt được điểm màu này không? Thì cầm điểm này bạn cứ nhìn nút đen đen không ạ? Xóa. Ok, cầm điểm này kéo ra ngoài được không? Cũng là cách. Thì đấy là cái phương pháp mà người ta tạo ra nền một màu và nhiều màu trong thiết kế gradient. Rồi gradient nó có tính năng đó là tạo ra phiên bản thiết kế cho các bạn. Okay. Phần tiếp theo trong phần gradient nó có tính năng đó là phần blend màu. Các bạn ghi đi blend màu và gradient. Ok, các bạn ghi đi. Đây là một trong những bản mà Inut nó không thể làm được. Tôi sẽ làm cho bạn xem một sản phẩm mà một cô gái liên quan đến quảng cáo cho đồng hồ, hoặc quảng cáo cho phim ảnh, hoặc có thể làm cho ba, thì bạn sẽ làm ra sao? Lấy ví dụ nhá. Nào, Cantona. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến phần thư viện ảnh và chúng ta chọn vào phần đồng hồ như thế. Cái này nó rất quan trọng nên là sau này bọn em làm blend màu nó sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào đêm. Mẹ ngủ rồi đít nha. Nhai mồm chưa? Mồm nào, tôi sẽ kéo xuống cho bạn xem một tí. Nhai mồm. Nhai mồm đi. Ok, chúng ta sẽ chọn cô gái này cho nó vui nhá. Em nhìn thấy cô gái này chưa? Sau khi đã có một sản phẩm cô gái này rồi nhưng mà tôi muốn làm cho cái tông màu nó yêu hơn, cho nó bắt mắt hơn thì thường thường nó sẽ thiên về tông tím và xanh. Hiện tại bây giờ khách hàng đang, đối với giới trẻ, người ta quảng cáo cho giày dép, người ta có một cái tông là chuyển từ xanh, xanh dương chuyển sang tím hồng. Nhá, đấy là một phong cách chào lưu chúng ta đang chơi. Và với cái chữ Gucci như này thì chúng ta sẽ xóa nó đi bằng cách là dùng công cụ lasso trước đã. Chúng ta quét qua cái vùng của cái logo đã, được chưa? Ok. Và lúc này chúng ta sẽ dùng công cụ Shift F5. Có đúng này không ạ? Và công việc đầu tiên là chúng ta sẽ xóa nó ra. Được chưa? À, công việc thứ hai, cái hình bên này thì dùng công cụ M và quét qua tiếp theo một giá trị nữa vào đây, và chúng ta dùng công cụ Shift F5 lần thứ hai thì chúng ta sẽ xóa luôn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi, bây giờ các bạn nhìn này, tính năng blend màu nhá. Thì các bạn đồng ý với tôi, đây là lớp ảnh nhá. Được chưa? Và lớp ảnh phía trên được không ạ? Thì tôi sẽ, để muốn cho cái tấm ảnh nó đẹp hơn, chúng ta sẽ ấn vào phím đó là Ctrl Z. Ctrl Z có một lớp ảnh thì như hôm trước anh Khánh có chia sẻ cho bạn biết là tôi sẽ chọn ở chế độ làm sáng này. Sáng chưa? Tôi ấn vào Ctrl Z lần thứ hai thì tôi sẽ chọn vào chế độ làm multi, đó là chế độ làm tối ảnh. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái tấm ảnh của chúng tôi là trước và sau nó sẽ có sự khác biệt. Ok. Nhìn chưa? Và em muốn tạo ra độ sâu thì đấy là việc của em. Vậy đi. Anh Khánh ơi, em thấy nó hơi tối quá. Ok, vậy thì cái việc phim của em sẽ được giảm xuống 50% và cái này cũng 50% luôn. Đồng ý không ạ? Như này là vừa rồi đúng không ạ? Đừng tham. Tham chỉ có thân thôi. Ok. Sau khi làm xong thì các bạn có đồng ý với tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi chọn một cái gradient. Và gradient này được quyền chọn là tông xanh, tông đỏ, tông tím, tông vàng, tùy ý các bạn. Nhưng trong trường hợp đấy đây là blend màu theo kiểu làm cho ba. Hoặc các bạn chắc có thể làm cho sản phẩm cực kỳ tốt luôn. Tôi sẽ chọn vào đây là một màu xanh dương. Ok. Màu bên này tôi sẽ chọn là màu tím hồng. Ok, tôi sẽ chọn tím hồng cho bạn xem. Đây à, đây là phong cách trào lưu mà hiện tại bây giờ chơi rất là tây.
đã, các bạn sẽ bắt gặp ở rất là nhiều người đang dùng cái phong cách này rồi. Tôi sẽ chọn cái này, nhìn chưa? Và chúng ta sẽ đổ một cái gradient và kéo nó từ trái qua phải được không ạ? Tôi sẽ kéo từ trái qua phải. Tăng cái soi đi không? Được không? Như này chưa? Ăn chưa? Vậy nên làm cách nào để mà chúng ta có thể dùng cái chế độ hòa trộn thì lúc này tôi sẽ dùng một chế độ hòa trộn cho các bạn, đó là chế độ làm sáng ảnh. Làm sáng ảnh nó sẽ khiến cho các bạn được điều gì? Rồi sổ xuống chúng ta sẽ làm sáng ảnh, nó nằm ở đây ạ. Nhìn này chưa? Đó, các bạn nhìn nhá, tóc đẹp không? Tóc đẹp không? Tóc rất đẹp. Ok. Mắt rất đẹp, nhưng muốn tội là tôi muốn là chi tiết nhưng mặt nó phải giữ nguyên màu. Đúng rồi. 80. Ok. Vậy thì tông màu đẹp rồi, thích rồi. Nhưng muốn tội là tôi muốn rằng là cái đấy nó chỉ là ám màu nên chứ trên đó. Tất nhiên có nhiều người đặt cái phương diện như sau. Anh Khánh ơi, em có thể chọn shot line được không? Ok, chọn được, đấy. Đẩy hết chỗ này đi. Nó cũng đủ độ đẹp đúng không? Nhưng cái này tôi muốn trình bày cho bạn xem một cái tiêu chí rất là hay. Đó là tôi làm sáng hình cho bạn xem. Nhìn cho anh chưa? Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Đó là kết hợp gradient với hiệu ứng mặt nạ. Ok, các bạn ghi đi. Kết hợp gradient với hiệu ứng mặt nạ như sau. Cái phần này cái phần này các bạn sẽ được làm quen với rất nhiều những giá trị khác nhau. Cái này nếu mà sau này các bạn làm blend màu cho khách hàng, bạn chỉ cần đi lấy một cái tông màu gradient đẹp thôi, bạn yên tâm một điều rằng ảnh của bạn chắc chắn sẽ ám được màu đó. Vậy thì em biết trong thư viện ảnh của anh có phần là texture color, là cái phần mà màu sắc. Bạn kiếm một cái tông màu đẹp rồi thì đây nha, tôi cho bạn xem. Tôi chọn vào window và tôi chọn vào kênh màu đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ kết hợp vừa kênh màu và vừa gradient thì nó mới tạo ra cái này được. Bởi vì em thấy khi hòa trộn với phong cách này thì màu rất tây, nhưng muốn tội là cái sắc thái của ảnh nó có bị mờ không ạ? Bị mờ không ạ? Ok, tôi chọn xem. Nhìn chưa? Thì trong phần này tôi sẽ khuyên các bạn một câu rằng là tôi sẽ tắt toàn bộ cái hình này đi. Đó, thì em có thấy rõ không ạ? Rõ như này thì để muốn làm ra một cái ảnh màu này nó sẽ gồm 3 tiêu chí về kênh màu. Kênh màu thứ nhất là kênh màu red, là kênh màu đỏ. Kênh màu thứ hai là kênh màu green, là kênh màu xanh lá cây. Và kênh màu thứ ba là màu xanh da trời. Chúng ta sẽ có cái này thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn cái kênh màu đậm nhất là tốt nhất. Ok, các bạn nên chọn đậm nhất. Và lúc này trong cái phương diện mà cái kênh màu nó có tính đặc thù vì hay là tôi muốn quay trở lại vùng chọn. Mà muốn quay trở lại vùng chọn như này, bây giờ không phải là cái việc mà chúng ta kích vào cái layer thu nhỏ nữa, mà kích vào thẳng cái kênh màu đó thì nó sẽ lấy được cái vùng chọn theo sắc độ của tấm ảnh. Vậy sắc độ tấm ảnh là gì? Là những sáng tối trên gương mặt của các bạn. Ví dụ các bạn có nhìn thấy cái mặt cô gái thì chỗ này sáng hả? Quay đây. Chỗ này sáng hả? Chỗ này sáng hả? Như chỗ này các bạn có thấy tối không ạ? Vậy thì nó sẽ lấy lại vùng chọn như này, theo sắc độ của tấm ảnh. Thì đấy là vấn đề quan trọng. Thì các bạn nhìn này, tôi giữ phím Ctrl tôi tích vào đây không cả. Em nhìn thấy vùng chọn tôi chưa? Vùng chọn theo sắc độ của cái tấm ảnh chưa? Và sau khi làm xong này tôi thoát bỏ ra ngoài, nhìn này. Lúc này tôi sẽ hiện thị hết cái này. Cái này không? Thì nếu mà bây giờ tôi lập ra một nơi mới cho bạn xem, được chưa? Ví dụ nhá, tôi đổ một cái màu đen lên sao? Thử cho các bạn biết. Trong vùng chọn thế thôi, nhưng mà khi đổ lên thì nó có sự lan tỏa. Bởi vì em có thấy da mặt chúng ta có sự lan tỏa không? Bây giờ bắt đầu viết ở đây 89 rồi đến 90, viết đi. Có nhìn cái này không ạ? Thì cái phần mà nó không phải là một phát ra cả mạng cứng đâu, mà nó là ra độ chuyển êm. Em có thấy chuyển êm không ạ? Ok, thì anh cam kết lại này. Lúc này chúng ta không dùng chiêu thức này em ạ. Chúng ta sẽ chơi một trò như sau, là tích thẳng mặt nạ. Ở cái mặt nạ nó sẽ tạo ra cho các bạn là những cái gì được chọn. Những cái gì được chọn thì bạn sẽ làm rõ lại, còn những cái gì không được chọn sẽ làm ẩn đi và xóa đi. Thì thường thường cái này nó ăn theo sắc độ của tấm ảnh, nên nó sẽ ăn theo độ rõ mờ tấm ảnh cho các bạn. Ví dụ cái bạn muốn phần mặt thì tôi đã chọn cái phần mặt rồi, tôi ấn mặt nạ thì ngay tức cái phần mặt tôi sẽ rõ, còn cái phần tóc nó sẽ bị ám màu theo cái độ lan tỏa của vùng màu của tấm ảnh đó. Ok, tôi tích vào đây cho bạn xem. Đó, bạn nhìn chưa? Câu chuyện này khác so với shot line nhá. Em nhìn nhá, khác so với shot line, bởi vì lúc này em nhìn thấy tông màu chúng ta sẽ có một giá trị. Nhìn chưa? Kể trước sau. Nhìn này không ạ? Đấy thì đây là chính là một cách blend màu theo tông màu gradient của chúng ta. Hiểu phần này chưa đã? Ok. Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong thì chúng ta cũng có thể có những giải pháp nữa là ủa em không thích màu xanh nào tím vàng. Ok, vậy thì chúng ta có thể chuyển sang tông màu khác. Nghe vàng được không ạ? Tự kéo, nhìn cho mình xem.
Ok, nhìn này em ơi. À, em thích xanh và tím vàng. Ok, chọn xanh và tím vàng hoặc là màu nhảy được không ạ? Kéo nha. Em nhìn chưa? Quan trọng nó sẽ tạo ra những cái tông màu rất là đẹp khi mà chúng ta dùng blend màu theo cách gradient áp dụng với mặt nạ của kênh màu và phần thứ hai là mặt nạ của nó là xong. Vậy thì em muốn ám màu đó theo cái khu vực gì hay là cái gì đó thì bạn phải dùng theo tiêu chí của gradient này. Được chưa? Thì cái phần gradient này sẽ giúp cho các bạn làm điều đó. Ok. Tiếp theo, anh sẽ dạy cho các bạn về gradient với tạo ra background. Các bạn ghi đi, gradient tác dụng với background như sau. Đây. Lúc này đây là một giải pháp, tôi sẽ chọn gradient và tôi chọn là đen trắng. Tôi kéo từ trên xuống dưới được không ạ? Được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ áp dụng một tiêu chí như sau là tôi sẽ áp dụng là cái background đen trắng này tạo ra một cái chất liệu. Thì cái chất liệu nó rất hay là một là em sẽ copy toàn bộ trực tiếp này sang bên Inkscape và em làm tiếp nó bằng vector được. Bởi vì cái này là ảnh thì chúng ta sẽ copy và sang bên cây ra là sẽ ra. Em biết cái trò đen trắng và chơi ảnh đúng không ạ? Chơi đúng không ạ? Thì cái này cũng tương tự như vậy nha, nhìn này. Tôi sẽ áp dụng hiệu ứng filter cho chính gradient này bằng cách chọn vào filter và các bạn sẽ có một tính năng đây ạ. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là deep top và tôi chọn vào biểu tượng là sóng nước. Các bạn nhìn sẵn này chưa? Tôi sẽ biến nó thành sóng như sau nhá. Các bạn nhìn này, tôi tích vào đây một cái thì lúc này các bạn có nhìn thấy là lúc này nó sẽ chuyển như này không? Nhưng ở đây nó có một thuộc tính rất hay là square, là giá trị vuông và sắc nét. Ok, tôi tích vào vuông sắc nét thì sao? Tích vào đây một cái, các bạn có nhìn thấy này không? À, tôi ấn ok thì các bạn có nhìn thấy tôi đã tạo ra những cái màu vệt, nó chuyển êm nhưng mà chuyển êm không phải là mịn màng, nó hoàn tạo những cái vẻ rõ ràng hay như này. Vậy thì sau khi làm xong cái này thì sao? Tôi lập ra một layer mới và tôi chọn gradient nhiều màu được không ạ? Kéo từ trái qua phải chúng ta sẽ có làm sao ở hòa trộn mắn tí. Okay, chúng ta tạo được một cái background giống như là trên trên mạng người ta là cho mình đao ấy thì mình có thể tạo như thế này. Vậy thì vấn đề là êm ái hay là như nào đó thì việc đến việc của chúng ta bằng gradient, nhưng mà cái này là áp dụng gradient đen trắng. Em hiểu cái này chưa đã? Ok, với cách này tôi sẽ giới thiệu cho bạn tiếp theo một cách nữa là cách ứng dụng cái gradient đấy với một quả cầu tròn. Em biết cái quả cầu tròn mà em xem cái phần mềm Adobe không? Nó có những cái mà tung tóe ra xong rồi có biểu tượng icon đúng không ạ? Có bao giờ nhìn cái đó chưa? Ok, thì cái đấy các bạn có thể ứng dụng cho việc là chúng ta thiết kế cho mỹ phẩm. Nhìn nhá, rồi nào chúng ta chọn vào đen trắng nào. Lúc này chúng ta chọn vào hình tròn và chúng ta kéo này, nhìn này, kéo này, kéo này, anh sẽ kéo sát này. Ok, có nhìn chỗ này không ạ? Và sau khi đã có quả cầu này xong thì trong phần Photoshop nó có tính năng là tạo ra hiệu ứng nó bằng cách ích chút làm cho quả cầu nó có khối và nó có những cái biểu tượng bay ra. Thì cái này các bạn nhớ một điều rằng chúng ta nên làm sao filter. Chúng ta sẽ chọn vào style và chúng ta chọn vào ích chút chính là tạo khối nha. Các bạn có thể ghi cái này, tạo gradient đen trắng với một quả cầu. Chúng ta sẽ chọn vào ích chút. Sau khi chúng ta chọn mấy chút xong thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng cho các bạn là size, là độ to nhỏ. Phần thứ ba là cái độ mà nó nổi khối là cấp độ bao nhiêu. Thì thường thường tôi sẽ chọn cho nó là 150 chẳng hạn như này nhá, bạn nhìn chưa. Và độ này thì tôi sẽ cho cái khối nó bé bé thôi nhưng không phải 30 nữa, tôi chọn vào 20 chẳng hạn, được chưa? Ok. Và sau khi tôi chọn xong này thì tôi ấn ok được không ạ? Nhìn nhá. Em nhìn chưa? Nó sẽ tạo ra một cái khối mà em nhìn này, trông nó sẽ có sắc độ rất là tốt luôn. Nhìn chưa? Em yên tâm một điều rằng nếu mà làm này chúng ta chỉ cần cắt một khoảng không này thôi, chúng ta đập sản phẩm nước hoa và chắc chắn cũng sẽ rất là đẹp. Hiểu cái này không đã? Ok. Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn vào gradient. Và gradient thì em có thể được quyền chọn cái màu như này chẳng hạn. Kéo được lên đây. Hòa trộn bằng công cụ măn tí. Nhìn thấy không? Hòa trộn bằng các loại màu sắc. Ok, em có thể làm sáng màu được không? Đây đây, mẹ ăn củ đây. Nhưng mà sáng màu chưa?
Quyền Bạn đấy. làm xong màu này thì vừa À, rồi quyền anh vừa ra chia nào. sẻ cho bạn biết là làm nào để tạo ra sắc độ cho nó ok. Tôi tạm thời tắt cái này đi và chọn vào biểu tượng Windows, chọn vào biểu tượng đó là kênh màu Đầy thì rồi. xem Làm cái cái nào giỏi là gì. cái sáng nhất để chúng ta chọn vào Lằng kênh nhằng máy đấy. khối nhất này. Nhìn Cố này chưa, lên. giữ Ctrl tích thẳng vào layer, nhìn này chưa. Sau khi làm xong chúng ta tắt bỏ cái này Khẩn đi và bật cái này lên nào. chưa? Khẩn chưa? Windows chọn vào kênh màu, Có cần trở lên cho về này trạng không? thái đầu tiên nhá. Nhìn thấy chưa, lúc này sau khi làm xong các bạn có đồng ý tôi đây có hình ở phía trên không? Tôi ấn vào mặt nạ cho nhanh, nhìn này đó bạn, nhìn nhá, hơi ám màu tí này đó. Thì đây cũng chỉ là một cái cách mà tạo ra một cái hiệu ứng background cho các bạn thiết kế bằng gradient thôi. Ok, tiếp theo nào, bây giờ gradient của chúng ta sẽ có tính năng đó là cách làm cho ảnh chìm vào nền. Ok, các bạn ghi đi, cách làm cho ảnh chìm vào nền như sao. À, chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi. Được chưa? Nào, cách làm cho ảnh chìm vào nền. À, chúng ta sẽ chọn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C là copy cái hình ảnh bên này và sang thiết kế chúng ta chọn bên này đúng không ạ? Chúng ta chọn vào đây. Ok, và thấy tôi thấy là hơi bị to quá, tôi sẽ thu nhỏ lại, chuyện đương nhiên. Nào, để muốn làm cho một tấm ảnh là chìm vào nền thì người ta sẽ phải sử dụng cái tiêu chí như thứ nhất là chúng ta bước 1 tạo mặt nạ. Ok, các bạn ghi đi, để muốn cho ảnh chìm vào nền bước 1 tạo mặt nạ. Ấn vào đây. Bước 2, chọn vào gradient đen trắng. Chúng ta sẽ chọn vào màu đen trắng luôn. Và bước thứ ba là bạn kéo từ trái qua phải với điều kiện không bao giờ kéo vượt quá mép ảnh. Chúng ta sẽ giữ shift, chúng ta kéo đây. Em nhìn thấy chưa? Nhưng các bạn có thấy là tôi đang dùng hình gì ạ? Có nhìn thấy dùng hình tròn chưa? Vậy chúng ta có thể chọn sang hình này và chúng ta kéo như này được không ạ? Em thấy chìm vào nền chưa? Nó rất là đơn giản nha, thôi vẽ mà xong phát thì có phải em đặt sẵn đằng sau hoa hết cái kiểu là được không ạ? Ok, tại vì màu đen nó tượng trưng cho việc còn hình, à, tầm màu đen mất hình, màu trắng còn hình và màu ghi là tượng trưng cho giữ mất và còn, nên em làm trong cái hình chuyển động vào trong rất là đơn giản. À, vậy đi, sau khi chuyển động xong và làm được cái hình đó rồi thì tôi sẽ cho bạn xem nào, đổ màu nhá, cho nó mất cái này đi, nhìn chìm lên nhá. Thì cái này nó sẽ được hội tụ tất cả những giá trị mà chúng ta được học trên YouTube, là có thể áp dụng filter cho chính cái mặt nạ đấy. Đây, filter cho mặt nạ đấy ạ. Mặt nạ đấy ạ. Nhìn này. Thì lúc này trong phần filter của chúng ta nó có một cái như sau, đó là chọn vào filter gallery giống hệt. À, thay cho việc tôi sẽ cho thu nhỏ lại. Thay cho việc chuyển êm từ trái qua phải thì bây giờ tôi chuyển theo dạng này được không ạ? Tôi sẽ kéo này xuống cho bạn xem. Nhìn này chưa? Và số lượng này tôi sẽ tăng lên giá trị này cho nó dễ. Okay. Nhìn đây chưa? Thì sau khi tôi chọn xong thì các bạn có thấy là cái ảnh nó sẽ chuyển theo cái này không ạ? Okay. Cũng tương tự như vậy, chúng ta không thích cái này thì chúng ta có thể chọn những cái khác, ví dụ chọn vào cái điểm ảnh giống như tôi đã nói với bạn từ lần trước trong phần nút rồi. Thích vào đây, bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là điểm hạt. Ấn vào đây là hạt to hạt nhỏ đấy ạ. Đây số 8 là hạt to hay hạt nhỏ. Càng đánh hạt này càng cao thì nó sẽ to hơn. Đó, nó sẽ chấm chấm như này đúng không ạ? Ok, căn chân xếp nào. Tôi muốn vỡ theo hình của tôi thì tôi sẽ chọn vào filter và tôi chọn vào tính nhận pixel và chọn vào đây vỡ hình nha. Hãy thay cho việc chuyển êm đấy thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo kiểu vỡ vỡ nha, thì bạn sẽ thấy chất liệu và chất liệu bên Photoshop thì nó bao giờ nó cũng trong hơn so với Illustrator, bởi vì nó sinh ra để làm về ảnh nên màu bây giờ nặng nề hơn, hiểu cái này chưa? Làm giống hệt nhau rồi. Tiếp theo, à, trong quy trình khi mà các bạn hiểu về cái gradient đó thì chúng ta lại tiếp tục một cái nữa là gradient chúng ta ứng dụng làm cái gì ạ? Làm một cái thứ như sau, đó là đổ bóng cho đối tượng. Đổ bóng đối tượng em biết rồi đúng không? Thì thay cho việc đấy thì tôi sẽ ấn vào Ctrl cho bạn xem. Nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Hôm trước thì chúng ta đã có chia sẻ cái việc này rồi, nhưng mà em có thể là làm bóng đổ của đối tượng nó vất vả không ạ? Thì cái này nó không cần vất vả đâu ạ, chỉ cần chọn phát là được thôi. Ok, chúng ta sẽ chọn vào cái hình này, đẳng cấp này. Đó. Nhìn này chưa? Còn nhớ cái biểu tượng mà chúng ta chọn vào cái Quick Selection Tool đúng không ạ?
chúng ta cầm điểm này chúng ta kéo đây phát chúng ta đã có được hình, ok chúng ta cầm này, có hình, ok kéo này phát có hình, ok kéo này, kéo này, kéo này, đó xong này chưa? Lúc này sau khi làm xong các bạn chỉ việc ấn vào Ctrl Z thì em đã có được cái hình rồi. Lúc này sau khi có hình xong em sẽ kéo sang cái hình ảnh sang thiết kế của các bạn đây, thiết kế đây ạ. Mẹ đã nói con đấy. Là 30, Ctrl T 40, thu nhỏ 50, đúng không ạ? 50, 60, 70, 80, 90, 100 à? Đấy ở chắc. Đây là ngắt nhịp 10 đơn vị một. Để muốn tạo ra bóng đổ của này chỉ việc ấn vào Ctrl Z là đổ đổ. Ctrl Z là nhân bản. Ctrl T là kéo từ trên xuống dưới. Tẩy sạch đi. Nhìn không ạ? Bây giờ muốn tạo ra bóng đổ chỉ rất là đơn giản, chỉ việc ấn vào mặt nạ và chọn vào gradient đen trắng và kéo từ trên xuống dưới. Cái này tốc độ nó làm còn nhanh hơn rất là nhiều so với cái mà em quét qua vùng xong em xóa xóa thì không. Cái này kéo một phát hàng ngày. Em thích điều chỉnh lại, ok kéo lại. Em thấy chưa? Thì em có thể là bóng đổ sẽ này rất nhanh. Thì cái tính năng của cái này nó sẽ làm cho việc làm banner cực kỳ tốt luôn. Em biết làm cái túi sách mà có thể xô lệch được không? Thì trong Inut em phải dùng chán thì mới cái túi mới xô lệch được. Còn đối với Photoshop không? Một phát ăn cần chủ tế ăn ngay. Nha. Rồi tiếp theo tôi sẽ dạy cho bạn về cầu vồng. Nào tính năng làm cầu vồng như sau. Đấy, cần chủ nó. À, chúng ta chọn vào thư viện ảnh và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Nhìn ảnh cưới chưa? Chúng ta sẽ kéo lên thì 50 rồi đến 5. 50 rồi đến 6. 50 rồi đến 8. Nhìn này chưa? À, làm nào để chúng ta có một cái cầu vồng nó đẹp ơi quê thì chúng ta sẽ lập ra một này mới. 90 rồi đến 100. Và chọn vào phím G chứ. 10 đến 1. Thì các bạn có đồng ý với tôi là khi tôi chọn vào đây nó có xanh đỏ tím vàng không ạ? Cầu vồng của nhà. Thì vừa rồi anh có chia sẻ cho các bạn biết là những cái điểm dưới nó có tác dụng cho cái việc là làm về điểm màu. Nhưng đối với điểm chốt ở phía trên nó tác dụng cho việc là làm opacity. À, nếu tôi gõ vào đây bằng 0 thì các bạn có nhìn thấy chỗ này không nhìn gì không ạ? Nhưng tôi tích thêm điểm này nữa để làm sao tôi chốt lại cái này là 100%. Thì các bạn có thấy là chỗ này nó nhìn mờ không? Ok, cũng tương tự như vậy em tích vào đây. Em sẽ chọn điểm này là bằng 0. Và sau khi làm xong này thì bạn yên tâm một điều, bạn kéo nhảy chắc chắn nó sẽ làm sao? Nhìn chưa? Nó bị đứt trên đứt dưới chưa? Ok, thì biết cách làm đó thì không chọn cái này đâu, chọn luôn cái này có sẵn này. Để em biết tại sao này, chúng ta làm cái này đúng không? Được chưa? Rồi, sau khi làm xong chúng ta bẻ cong đây. Em nhìn cái cầu vồng của tôi chưa? Và cầu vồng thì nó có cong không em? Chúng ta ấn vào Ctrl T. Đây là bài cũ rồi. Chúng ta chọn vào Warp. Đây cong đây ạ. Cầm này để đến phía trên. Và sau khi làm xong thì bạn ấn vào biểu tượng đó là vào chữ V để làm sao? Chúng ta sẽ rất lệnh vào Ctrl T thu nhỏ vào đây một tí. Lúc này chúng ta sẽ chọn chế độ làm sáng ảnh. Ok, overlay thì xem là xem có được không ạ? À, overlay được chưa? Nhưng đoạn này có bị thô không ạ? Nán nào chỉ vào đây thì ok, lại chọn vào mặt nạ. Lại chọn vào gradient đen trắng và chúng ta kéo nhảy được không? Ok, chọn vào, quên mất vì nhiều màu quá. Chọn vào đen trắng thôi. Đây, các bạn nhìn này, kéo này. Em nhìn này chưa? Ok, chúng ta đã có cầu vồng. Rất là đơn giản. Với qua hình thức đó là về gradient. Thế thì như anh đã chia sẻ cho các bạn biết là cái gradient nó có tính năng đầu tiên là tạo ra background, chốt lại được chưa, phải làm được cái đó. Background có một màu, nhiều màu hay cái gì đó. Phần thứ hai, gradient của chúng ta nó có tính năng đó là blend màu. Có cái này em phủ trên lớp xong rồi em dùng hòa trộn là ok, nhưng anh khuyên các bạn nên dùng cái giá trị đó là mặt nạ của cái kênh màu đó. Thì như vậy thì cái nền nó có thể phủ màu nhưng riêng nó không phủ màu vào mặt nạ ngon. Được chưa? À, tiếp theo, gradient của chúng ta có thể làm được các hiệu ứng background không? Qua filter. Gradient của chúng ta có thể làm được ảnh chìm vào nền không? Bởi vì làm cho một sản phẩm thiết kế là nó phải như vậy. Hiểu chưa? Và tất nhiên là những cái đây là những cái tính năng phụ để chúng ta có thể áp dụng với gradient. Và bây giờ thì anh sẽ dạy cho các bạn một cái tiêu chí, đó là một cái sản phẩm như sau. Căn chuột con. Đúng rồi, mà con biết xấu quá. Nào. Con ở đây phải là 15. Đấy nha, bắt đầu làm ứng dụng này. Con hiểu chưa? Nó cách nhau 5 đơn vị. À, cái công việc đầu tiên mà làm thiết kế thì tôi sẽ gõ một cái chiều như sau là 628. Viết đẹp vào.
Ok, Thế 1 thì chiều là tôi sẽ để là 1.200. Được chưa? Độ phân giải tôi sẽ để là 150. Ôi dạy. Và tính theo đơn vị pixel, được không ạ? Sau khi làm xong thì tôi sẽ ấn vào đây thì tôi đã có một cái sản phẩm như này. À, công việc thứ hai là tôi sẽ kiếm một cái ảnh gửi làm quảng cáo thì tôi sẽ ấn vào như sau, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào phần là ở trong phần đề thi thì chúng ta sẽ có một cái hình như sau. Ok. Đây ạ. Nào. Lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh là tôi sẽ chọn đó là một cái chai. Bạn nhìn cái chai chưa? Kênh màu. Rồi. Tôi chọn cái chai rồi. Ok, tôi chọn vào hoa. Đây là những cái dụng cụ mà chúng ta sẽ phải chọn để làm thiết kế. Thì trong phần này chúng ta sẽ có những cái phần như sau, đó là logo. Chúng ta có thể chọn phần sau. Phần thứ hai, cái ảnh. Các anh nhìn ảnh này chưa? Chúng ta phải đồ bằng pen là chắc chắn rồi. Chờ sắc nét đúng không ạ? Thì ảnh này anh đã đồ rồi. Đồ pen đây, tôi sẽ ấn vào V cho bạn xem. Nhìn không ạ? Rồi. Vậy thì bây giờ sau khi đồ rồi thì tất nhiên là ông này thì tôi cũng không cần nữa, tôi xóa cho bạn xem thôi nhá. Nhìn này xóa đi. Rồi. Rồi nhá. Tiếp theo cái ảnh của chúng ta sẽ đẩy đầu tiên thiết kế chúng ta như này đúng không? Chúng ta sẽ đẩy một cái hình ảnh bông hoa sang Ctrl A, Ctrl C và sang bên cái phần thiết kế chúng ta ấn vào Ctrl V thì chúng ta có một cái ảnh. Ctrl T và thu nhỏ xuống. Làm thiết kế thì chúng ta phải tạo ra những bản thiết kế như này. Khá đơn giản. Nhìn này chưa? Và sau khi tôi đã có ảnh xong rồi tôi khá là ưng ý với cái ảnh này thì cái nền mà tôi sẽ chọn đó là Y. Nhìn nhá, tôi sẽ chọn vào màu nâu như này đúng không? Nhìn cái chỗ này chưa? Tôi đổ màu background dưới luôn. Được không ạ? Em có thể chọn màu đậm hơn tùy em, nhưng lúc này tôi sẽ sử dụng cái chiêu thức như sau là tôi sẽ làm cho ảnh chìm vào nền. Thì có phải chọn ảnh không? Phần thứ hai, có tạo mặt nạ không? Phần thứ ba là gradient. Thì trong phần này có phải gradient trắng không ạ? Nếu tôi kéo này cho bạn xem thì các bạn có đồng ý với tôi là bên này chìm không? Nhưng bên này này tự nhiên bị rõ và nó bị vô duyên không ạ? Vậy làm cách nào bây giờ? Thì có một cái cách như sau, thì các bạn đồng ý với tôi màu đen mất hình, tôi chọn cả hai bên là màu đen hết. Được chưa? Màu giữa tôi để màu trắng được không ạ? Vậy thì nếu tôi kéo từ trên tấm ảnh xuống dưới tấm ảnh thì bạn có yêu cầu mà ở giữa nó sẽ bị rõ không ạ? Ở giữa nó sẽ rõ này. Mờ trên mờ dưới và giữa rõ mà, bởi vì cũng giống như gradient là đen đen mờ giữa trắng. Thì sau khi bạn đã làm xong được tổng quan toàn bộ cái đối tượng này thì tôi đã có được một cái hình này. Cái ảnh này tôi thấy là nó chưa đủ đủ độ đậm lắm. Ok, vậy thì tôi sẽ tăng cái giá trị này lên đậm hơn nữa đi, được không ạ? Nhìn này chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong cái phần này xong thì chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng là một cái chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi, không cần dùng cái này nữa rồi. Cái này cũng tương tự như vậy, tôi tắt bỏ luôn. Logo. Logo lúc này là PNG. Bạn chỉ việc cầm cái đối tượng này và kéo sang cái bản thiết kế của các bạn là xong. Nhìn chưa? Logo của chúng ta bị sao ạ? Đang màu đen đúng không? Có cách nào để trở thành màu vàng không? Đặt chắc chắn đây rồi. 15, 20. Nhìn chưa? Và cái này muốn trở thành màu vàng tôi dùng mũi Y và tôi chọn vào thẳng đây. Nhìn chưa? Khóa nền nhớ không? Đồ màu thôi. Được chưa? Lúc này sau khi tôi đã có được xong sản phẩm, tôi sẽ đặt vào chính sản phẩm ở giữa. Ok. Lúc này chúng ta có thể dùng một cái background hòa trộn từ cái mà chúng ta đã có rồi. Chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào ổ D, ổ E. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. 30. Nào giá nào. Ở trong phần thư viện ảnh thì chúng ta chọn đến background và chúng ta sẽ chọn ra texture color. Chúng ta sẽ 30. Kéo xuống tí. Cái này không ạ? 30 31 đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn cái này. Rồi. 31 đúng không ạ? Căn chuột này, căn chuột C và căn chuột V kép, chuột phải chọn vào background và căn chuột V. Đâu? Em 15 nhớ chưa? 20. Chúng ta để này thì 25. Và tất nhiên chúng ta sẽ ấn vào căn chuột T bởi vì nó số là mẹ cho viết lại đấy. 5. Đó, thì
Ôi, đẹp thế, đồng hồ dán nào? Em nhìn này chưa? Dán và chúng ta có thể khẳng định gì cái bạn? giá trị là logo. Em nếu mà muốn khẳng định logo mà trên Ôi cái nền đùa. sáng thì bắt buộc em phải nhân bản một lớp logo lên, đổ màu tối và làm nhòe đi, làm bóng nhòe đi. Đây là chúng ta rất là đơn giản, những cái việc xử lý đấy nó không quá khó. Nhìn này, giữ phím An copy được không ạ? Em muốn trở thành màu đậm đúng không? Ok, y ngắn chỉ luôn cái màu đậm này được không ạ? Đổ màu. Đổ màu chưa? Thì lúc này các bạn nhìn này, lúc này chúng ta trở về màu đậm rồi thì bị khóa nhanh, thì không được dùng bất cứ hiệu ứng nào đâu. Em dùng hiệu ứng nó không ăn, nó không nhòe được. Ví dụ tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur cho các bạn. Đây ạ. Nước không? Thì các bạn có nhìn thấy là có tác dụng gì không ạ? Nước. Bởi khóa nền mà. Ok, vậy thì mở ra như này thì em có tác dụng này. Filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Nhìn thấy nhòe hết ngay. Tầm được như này không em? Và nhòe xong rồi thì em muốn làm đậm màu thì công nhận là cái buổi trước chúng ta đã học về Manti chưa? Ok, chọn đậm màu, cái này đặt vào đây. Logo nằm trên hay dưới? À, chưa dưới à. Em sẽ nhìn thấy cái sản phẩm logo sẽ cực kỳ sắc nét. Và cái độ đậm đấy thì chúng ta phải ứng dụng bằng mắt, chúng ta đừng nên đẩy đậm quá trông nó sẽ rất khiếp. Tất nhiên nó nổi thì nổi thật nhưng mà nó lại bị mất vì mặt mỹ quan, đúng không? Nên là vừa phải thôi thì nó sẽ đẹp. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái giá trị nữa là chúng ta bỏ qua logo. Đây còn sản phẩm chai, chúng ta cầm cái chai này ném một phát sang bên này. Lúc này cái chai chúng ta sẽ kéo vào đây, thu nhỏ lại. Ok, chúng ta đặt vào đây, chúng ta thu nhỏ. À, sau khi mà đưa cái chai xong thì các bạn sẽ thấy cái chai nó khác, đục, nó bị đục màu. Vậy muốn trong màu thì chúng ta có thể được quyền là Ctrl Z và chọn và cho nó đó là giá trị đó là soft light. Em nhìn thấy cái chai chưa, tươi hơn một độ. Ok, chọn vào overlay thì màu sẽ tươi hơn một độ nữa, để nhìn trước và sau. Ăn hết gì ạ? Hiểu này không? Tôi sẽ làm cho tươi đi. Được chưa? Sau khi làm xong tôi có thể ép hai này thành một không ạ? Ép này một bằng Ctrl này. Rồi. Xong chưa ạ? Rồi nhá. Thì lúc này ở đây người ta cũng có tiêu chí như sau là tôi sẽ ấn vào Ctrl Z trước. Để làm gì? Để tôi làm đổ bóng cho đối tượng, cái có phải kéo từ trên xuống dưới nhà em ơi. Đó, ok. Và sau khi đổ bóng xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ làm cho nó chỉ vào nền không ạ? Thì lại chọn vào đối tượng. Lại chọn vào mặt nạ. Lại chọn vào gradient đen. Đen trắng thì tôi sẽ chọn đen trắng một chiều thôi. Con viết lại số cho thật đẹp vào 20, 25, 30. Làm 30 rất là nhanh 35 nhá. Và sau khi làm 35, xong này 40, thì 45, 50, cái ảnh của chúng ta nó là dạng về nước, nhưng ta phải nhìn xuyên qua giống như chai nước á. Viết đẹp vào, đúng không? Viết vào. Em làm quảng cáo rượu nho, em làm quảng cáo Aquavina, em làm quảng cáo cái gì đó thì nó phải nhìn xuyên. Và để muốn làm nhìn xuyên đấy thì vừa rồi anh có chia sẻ cho các bạn đó là cái tiêu chí đó là quay trở lại mặt nạ của gì, quay trở lại vùng chọn trong kênh màu không ạ? Thì nó sẽ chọn theo sắc độ của tấm ảnh đúng không ạ? Thì trong tấm ảnh chúng ta đang có sắc độ gì thì chúng ta sẽ chọn sau. Nhìn này, nhìn nhá. Tôi sẽ chọn vào window và tôi chọn vào kênh màu cho các bạn xem. Thì ở đây nhìn này, kênh màu đầu tiên là màu sáng, kênh màu thứ hai là green vừa thôi, kênh màu thứ ba em có thể là cái này rõ không ạ? Và tiêu chí chúng ta sẽ chọn rõ, bởi vì lúc này nó chỉ có đen và trắng thôi. Vậy thì nếu mà tôi chọn vào kênh màu này thì khi mà tôi chọn mặt nạ thì có phải tự nhiên nó bị rỗng những chỗ này không ạ? Nhiều cái này chưa? Và ở đây người ta sẽ có một cái loại như sau là mặt nạ. Mặt nạ lúc này chúng ta tạo ra đó là mặt nạ trắng. Thì dùng với bút màu đen tô vào thì nó sẽ làm sao bị mất hình. Còn mặt nạ đen thì lại dùng với bút trắng lại tô vào để nhìn được hình. Nhá. Ok, thì lúc này chúng ta giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn của chính cái mặt nạ của cái ảnh này. Sau đó thì quay trở lên. Nhìn chỗ này chưa? Rồi đúng không? Thì bạn có đồng ý với tôi là tôi có hình này rồi thì tôi chỉ việc làm sao tích vào mặt nạ đúng không? Nhìn này, thủng. Nhìn trong veo chưa? Và cái cấp độ trong veo này thì các bạn nhớ một điều rằng đây là mặt nạ màu đen. Muốn xuất hiện hình cho nó rõ hơn, vậy chỗ này có cần rõ không? 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 Thì ở đây người ta có bút B. Bút là để vẽ vào. Và bút đấy tôi đang vẽ trong mặt nạ. Và mặt nạ đấy phải là màu gì? Màu trắng là còn hình mà chọn ở đây. Opacity tôi sẽ phải vẽ cấp độ nào cao nhất để tôi vẽ qua nhà. Em nhìn thấy cái nắp chai xong chưa? Rõ nắp chai chưa? Ok, phần trên này tôi vẽ qua nhà. Ok, tôi cầm lấy cái tôi vẽ này. Rõ chưa? Ok, chỗ này rồi. Tôi tiếp theo cầm này kéo đây. Rõ chưa? Ok, cầm này rõ chưa? Ok, cầm này rõ chưa nữa?
Được chưa? Bạn muốn cái đoạn này nó phải hơi vàng vàng không ạ? Thì các bạn nhớ một điều rằng muốn hiện hình nó thì phải cấp độ này, phải âm này. Em nhìn đi ạ, vẫn nhìn xuyên được chưa? Nhìn chai nước của chúng ta, chai nước hoa chúng ta đã quảng cáo theo cách là đó là hoa hồng rồi. Ok, thì đây là một trong những giải pháp chúng ta thiết kế cho một sản phẩm về đồ trong suốt. Ví dụ các bạn có thể quảng cáo rượu nho, rượu nho ai nó hay cầm ni đấy em. Mà ni đấy phải nhìn xuyên thì tôi mới ghép được bất cứ chỗ nào được chứ. Em muốn tôi ghép ở bên chỗ nào cũng được, ghép trong phòng chè hay là ghép ngoài tôi đều ghép được hết. Bởi vì tôi biết nọc cái giá trị sản phẩm này. Nhưng nọc cái này thì phải liên quan cái gì? Đó là hệ thống quay trở lại về vùng chọn kênh màu. Kênh màu nó sẽ chọn ra sắc độ cho các bạn. Thì với cái này thì em mới làm được tiêu chí này. Em hiểu cái này chưa? Ok, căn chuẩn trừ. Thì đây là chính là cái giá trị mà chúng ta cần phải làm một cái poster steady cách như là một chai nước hoa. Ok. Các bạn có thấy là tất cả sản phẩm nước uống chúng ta đều áp dụng này không ạ? Nhá. Thì đây chính là phần gradient. Chúng ta chốt lại một câu như sau. Qua gradient chúng ta phải làm được thứ nhất nền chuyển sắc từ màu đậm sang màu nhạt. Ok. Phần thứ hai, gradient là cách làm cho ảnh chìm vào nền. Chính xác chưa? Thứ ba, gradient có thể áp dụng được làm hiệu ứng không? Tác dụng gradient có thể blend màu không? Đấy là gradient phải qua là phải làm được như thế nhá. Thì trong cái phần này anh đã chia sẻ cho các bạn rồi. Về nhà chúng ta sẽ xem lại cái video clip thật là kỹ và bắt đầu làm với sản phẩm. Em yên tâm một điều, sản phẩm này em blend màu sẽ cực kỳ tốt luôn. Ví dụ giống như vừa rồi anh có chia sẻ là em chọn chọn một gradient nha. Okay. Chúng ta sẽ chọn một màu, đầu tiên là màu đây. Đấy, giống như vừa rồi anh vừa chọn cái màu tông màu cũ cho các bạn dễ nhìn nhá. Màu bên này là màu hồng. Được chưa? Và nó ngoài chúng ta phủ một phát trên cùng. Quên mất, tập trung mới. Ôi xuống chưa? Thì này chưa? Và sau khi phủ xong như này thì các bạn đồng ý tôi tắt bỏ cái này và tôi quay trở lại vùng chọn của chính cái kênh màu của cái ảnh này được không ạ? Nào, chúng ta chọn nhá. Nhìn này, filter, window, chọn vào kênh màu. Với kênh màu này các bạn đồng ý tôi là cái này là chọn dễ nhất không? Giữ Ctrl tích vào đây. Nó vừa chọn cả chai rồi chọn cả nấp lánh rồi cả chọn bông hoa đúng không? Ok, lúc này quay trở về đây. Lúc này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần làm một thao tác của cái này thôi, đó là dùng vào chọn như này. Nhìn này không ạ? Nhưng cái này nó sẽ ám vào là ám này, ok thì chúng ta sẽ chọn vào giá trị như sau, đó là làm sáng ảnh. Nhìn thấy không? Ám một tím. Còn nếu mà bạn chọn multi thì câu chuyện là nó sẽ làm như này. Soft light sẽ làm như này. Ok. Đấy thì đây là những cái giá trị mà các bạn có thể tự ám những cái giá trị sản phẩm như nào. Hơi ám tím. Nếu mà chúng ta thiên về vàng, ok chọn vào đây, kéo này. Quên mất, ok, nhìn chưa? Màu sẽ khác này. Đẩy lên trên này. Đây. Kéo không? À quên. Anh sẽ chọn rồi. Đây, rồi ok chọn vào đây kéo ngoài. Em nhìn chưa? À, chúng ta sẽ điều chỉnh được cái cấp độ màu mà chúng ta mong muốn. Ok, chúng ta cũng có thể chọn vào màu xanh, đỏ, tím, vàng mà theo cách của chúng ta. À, nó hơi đá một tẹo tím vào đây cho nhìn không ạ? Đó, rồi ok, chúng ta sẽ chọn vào cái này, xanh, đỏ, tím, vàng. À, thì tất cả những giá trị này thì bạn phải dùng cực kỳ khéo léo làm sao cho nó tốt nhất cho anh, được chưa? Color. Ok, nó phủ lên trên bề mặt cho các bạn. Hiểu phần này chưa đã? Thì đây chính là cái phần mà thiết kế trong phần gradient và phần pen. Thì qua phần pen và gradient các bạn phải nắm rõ là pen phải cắt được, tạo bố cục được. Gradient thì chỉ tính năng như vừa rồi anh vừa chốt cho các bạn. Thì các bạn về nhà làm những sản phẩm liên quan dòng này cho anh. Buổi sau chúng ta sẽ học đến phần brush rồi. Nha. Yeah. Ok.